Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo về Đà Lạt. Bây giờ là 10 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2023. Hôm nay vào đầu giờ chiều, Đà Lạt sẽ đón những cơn mưa. Hiện tại bây giờ em đang đứng tại một ngôi trường cũ, nơi mà có nhiều kỷ niệm với những dấu chân thời học sinh. Đó là trường tiểu học Phan Chu Trinh, nằm ở ngay giữa đại lộ Quang Trung và đường Phan Chu Trinh về hồ Than Thở cũng như là con đường Mê Linh. Ngày nay trường tiểu học đã thay đổi và trở thành một khách sạn lớn với khoảng sân trường đầy cây cối, giờ đây trở thành một khoảng trống. Rồi cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn đã định cư ở nước ngoài, nhưng mà cũng có nhiều kỷ niệm về mái trường xưa với khuôn viên bên trong sân trường với những hàng cây khuynh diệp thơm mùi lá. Hồi xưa thường đi học ở bên trong trường thì có những tiệm nho nhỏ bằng ván bán những món ăn vặt cho học sinh, cũng là nơi ông cai bà cai làm cai trường. Bây giờ mới hơn 10 giờ nhưng mà trời đã có nhiều mây, có những đám mây đen đang dần hình thành. Nhiệt độ hiện tại bây giờ em vừa mới đo được là 24 độ C. Dự báo thời tiết hết tuần này cho đến tuần sau vẫn có những trận mưa rào vào đầu giờ chiều, khả năng có những trận mưa to và gây ngập. Cho nên là cô chú anh chị và các bạn nên mang theo áo mưa khi mà đến du lịch tại Đà Lạt. Hôm nay em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một địa điểm mà bấy lâu nay em cũng ít đi về đó. Đó là khu du lịch Hồ Than Thở. Hiện nay khu du lịch Hồ Than Thở đang nạo vét và cải tạo cảnh quan xung quanh. Cũng có nhiều tiểu thương buôn bán ở xung quanh Hồ Than Thở trong mùa mưa. Lẫn mùa này cũng không có khách du lịch. Bây giờ thì em xin đưa cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng về đó để mà cập nhật tình hình. Ở phía dưới ở đây là ngã ba Chi Lăng quý vị. Nói đến địa danh này thì có khu vực Lữ Gia và ngã ba Chi Lăng. Nếu mà đi thẳng xuống con dốc phía dưới thì mình sẽ men về Hồ Than Thở luôn. Đó là con đường Hồ Xuân Hương. Còn đi lên hướng trên á, thì chúng ta sẽ về với khu vực chợ Chi Lăng, rồi về con đường Mê Linh, rồi chúng ta sẽ về ngôi trường Võ Bị Đà Lạt năm xưa, ngày nay trở thành Học viện Lục Quân. Tại đây là những khu chợ tự phát của bà con người dân. Các tiểu thương ở nhà cũng làm vườn, làm bông ở xung quanh nhiều, cho nên là cũng cắt những bó bông ra đây để mà bán. Chợ chiều thường thường là sẽ đông hơn quý vị, bởi vì giờ đó thì rất nhiều cô bác, anh chị và các bạn đi làm về. Tại đây là những khu chợ tự phát của các tiểu thương thôi, và cũng không có khách du lịch, đa số là bán để phục vụ cho người dân ở địa phương. Phía xa xa đó là khu vực khách sạn Catina thời Pháp, sau này trở thành khu bệnh xá của Học viện Lục Quân. Bên trái ở đây thì có chợ Chi Lăng này. Đi vào bên trong khu chợ này cũng lụp xụp quý vị, bà con mình buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu thôi. Ở đây thì có con đường Ngô Văn Sở bên phải của em, sẽ đi về nhà thờ giáo xứ Chi Lăng. Còn đi thẳng sẽ về con đường Mê Linh. Cô chú anh chị và các bạn thấy hai bên nhà cửa đã mọc lên nhiều. Năm xưa đi trên con đường này vắng vẻ và thấp thoáng, đó là những khu, những căn biệt thự thời Pháp nằm ở trên mé đồi. Giờ buổi tối mà đi ngang trên con đường này cũng sợ quý vị, bởi vì vắng. Trước đây thôi, nhưng mà bây giờ thì nhà cửa mọc lên nhiều rồi. Vẫn còn đâu đó những căn biệt thự của Pháp nằm ở bên mé đồi. Còn đây là khu vực đập tràn nước sau khi xử lý ở hồ Mê Linh, rồi sẽ đổ về hồ Xuân Hương. Hồ Mê Linh ngày nay cũng bị bồi lắng nhiều quý vị, cho nên là ở trên cao nhìn xuống chúng ta cũng có thể quan sát được là cây cối và che khuất đi mặt hồ.
Trên cao đây là toàn cảnh nhà thờ Chi Lăng, giáo xứ Chi Lăng, nằm in bóng xuống mặt hồ Mê Linh. Bên cạnh đó là con đường Ngô Văn Sở. Và ở đây là những căn biệt thự của Pháp vẫn còn cho đến ngày nay, với một nét đặc trưng cổ điển, với những ô cửa sổ đã bám đầy rong rêu và bức tường màu vàng. Bên trong vẫn toát lên một vẻ sang trọng quyền quý của ngày nào. Đây là con đường để mà chúng ta đi về Học viện Lục quân, cũng như là nếu như mà ai đi Nha Trang thì chúng ta cũng có thể đi con đường này. Trước đây con đường Mê Linh vô cùng là chật chội quý vị, ngày nay đã mở rộng lòng lề đường ra và cũng đang chuẩn bị đổ nhựa lại để mà cho đỡ kẹt xe vào một buổi chiều. Bên mé trái của em đây có những con đường đi xuống có một bức tường màu vàng. Trước đó thì em cũng đưa cô chú chị và các bạn về đây để mà thăm lại, tìm lại một ngôi trường, đó là trường Võ Bị Đà Lạt. Đây là những khối chung cư của Học viện Lục quân quý vị. Chạy men theo con đường lác đác một số cây thông. Bên mé trái đây có cây xăng của Học viện Lục quân này, và con đường vòng Lâm Viên. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn đi thẳng sẽ về Thái Phiên, rồi chúng ta sẽ đi về Nha Trang. Còn bây giờ em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi về con đường Hồ Xuân Hương, hướng về Hồ Than Thở, để cập nhật tình hình gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng có hỏi em về khu Hồ Than Thở, thì hôm nay tranh thủ buổi sáng em đưa cô chú anh chị và các bạn về thăm, không thôi là chiều mưa. Con đường này lúc nào cũng vắng lặng quý vị. Trời bây giờ mây đen mù mịt rồi, có lẽ chiều nay sẽ mưa sớm. Vào Đà Lạt mà mỗi khi mà vào mùa mưa là cảnh vật vô cùng là buồn luôn. Đường xá thì vắng vẻ. Ở đây có một cái vườn atiso của một hộ dân ở bên đường này. Ở Đà Lạt trồng nhiều atiso ở khu vực trải mát. Riêng với khu vực ngay trung tâm như thế này thì rất là hiếm. Đây là atiso lá dài. Thường búp atiso để mà hầm với xương, cà rốt, khoai tây, ăn vô cùng là bổ và cũng ngon nữa. Đối diện có một căn nhà đã bám đầy rêu phong, cỏ cây, hoa lá. Có lẽ chủ nhân đã lâu lắm rồi không có về thăm lại ngôi nhà nơi yêu dấu ngày nào. Có những chuyến xe đò chạy vội để mà đưa khách đến nơi về nhà. Ngày thường trên con đường này em thấy cũng đã buồn rồi, huống chi là những buổi chiều mà mưa mưa. Lâu lắm rồi mới thấy lại những cây cúc vạn thọ này, một giống cây được trồng phổ biến ở Đà Lạt năm xưa vào những thập niên 90 á. Giờ đây không còn ai trồng nữa, hoặc là rất ít người trồng giống hoa này quý vị.
phía trước đó là khu vực đồi Tùng Nguyên và khu du lịch Hồ Than Thở rồi, với một hàng cây thẳng tắp men theo đến Hồ Than Thở, vô cùng là tĩnh lặng. Hiện nay Hồ Than Thở đã cải tạo và phục hồi cảnh quan nhằm đảm bảo theo đúng về di sản dành làm thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1998. Hiện nay hồ đã được nạo vét xong lòng hồ, trước đó xung quanh bà con làm vườn rồi làm nhà kính, sản xuất canh tác nông nghiệp, rác thải nông nghiệp đã tràn xuống lòng hồ và gây bồi lắng ô nhiễm một phần, một phần cũng bị thu hẹp lại. Khu du lịch Hồ Than Thở do công ty Thùy Dương làm đơn vị quản lý, và theo em được biết vào năm 2024 sẽ hoàn thành, tức là sau 3 năm nạo vét và tu sửa. Hiện nay đã nạo vét bùn đất xong rồi, tiếp đến là khơi rộng lòng hồ ra đúng với diện tích ban đầu, với chiều sâu là 5m ở xung quanh. Hồ Than Thở sau này em nghĩ là sẽ hứa hẹn của rất nhiều cặp đôi cũng như là nhiều du khách sẽ đến đây để mà tham quan, cũng sẽ không thất vọng như là trước nữa. Hiện nay các kiosk của các tiểu thương, bà con người dân buôn bán tại khu du lịch Hồ Than Thở cũng đang lâm vào cảnh khó khăn, và hiện nay thì cũng đang mở cửa nhưng mà không có khách du lịch quý vị, và cũng chờ đợi đến khi nào Hồ Than Thở làm xong, dự kiến là hết năm nay. Một số tiểu thương cũng bám trụ ở đây cả 2 năm nay rồi quý vị. Tại đây có các mặt hàng đặc sản như là áo len, cà phê, giải khát. Trước đó khi mà khu du lịch còn hoạt động, đây là những kiosk có thể nói là bán vô cùng là chạy hàng. Ngày nào cũng có xe đoàn, xe 45 chỗ ngồi lưu thông vào và dừng chân ở địa điểm này để mà tham quan đồi thông hai mộ cũng như là khu du lịch Hồ Than Thở. Có một bác đang đi nhặt những vỏ lon để mà bán kiếm chút đồng lời sinh sống qua ngày quý vị. Có thể nói năm nay tình hình kinh tế khó khăn, ở đâu cũng khó khăn. Bây giờ em sẽ chạy xuống khu vực đồi Tùng Nguyên. Đây là một địa điểm nổi tiếng, trước đây có nhiều cặp đôi thường hay hẹn hò ở trên ngọn đồi này để mà vui chơi, nô đùa. Tuy nhiên thì ngày nay ở đây cũng sơ sát và hoang tàn. Khác với trước đây, có những cặp đôi thường vào đây để mà đốt lửa trại rồi ăn uống picnic. Có nhiều người cũng ăn uống rồi xong rồi xả rác ở đây luôn, không có giữ ý thức. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là ngày nào cũng có những cặp đôi đi vào đây để mà tìm không gian riêng để mà tâm sự. Do là chiều hôm qua có trận mưa to quý vị, cho nên là ở đây có những vũng nước, và đi xe máy vào đây
cũng trơn trượt, vô cùng là khó đi. Mình phải luồn lách qua, men theo những cái rễ cây. Ở đây ngoài cây cối, không gian tươi mát thiên nhiên, còn có những chú chim hót vô cùng là hay, khiến cho mình vào đây có cảm giác nhẹ nhàng. Ở phía dưới một số hộ dân, bà con mình làm vườn và nhà dân ở phía dưới, cho nên là đây cũng là một con đường mòn để mà đi tắt. Còn đây là hồ than thở quý vị. Người ta đổ tạm một con đường giống ngay hồ Xuân Hương trước đây vậy đó, để mà nạo vét lòng hồ. Khi mà di chuyển trên đoạn đường này á, mình có cảm giác man mác buồn quý vị. Bởi vì một chuyện tình ngày xưa vẫn còn phảng phất đâu đây. Trên cao nhìn xuống, cô chú anh chị và các bạn thấy một bên rác, người ta đang nạo vét lòng hồ cũng như là thu gom rác lại và lọc rác ở đây. Sau khi đã nạo vét lòng hồ xong á, sẽ bỏ con đường ở giữa ra và sẽ trở lại trạng thái ban đầu của hồ than thở quý vị. Không biết quý vị và các bạn đã từng đi du lịch vào khu du lịch này hay chưa? Thật ra cũng bình thường quý vị, cũng không có gì đặc sắc ở bên trong khu vực này. Có lẽ sau này người ta sẽ nâng cấp và cải tạo lên, sẽ thu hút được nhiều du khách đến hơn. Bây giờ em sẽ men xuống con đường xanh mát để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cảnh quan thiên nhiên ở con đường men theo hồ than thở. Vào buổi chiều á, những ai mà có tâm trạng nặng nề, buồn buồn chuyện gì đó, mình cũng có thể là lái xe máy đi dạo ở con đường này. Nó khiến cho mình cảm giác nhẹ nhàng hơn. Thank you.
Phía ngoài người ta đã bịt tôn kín hết rồi quý vị. Xa xa bên kia đó là núi Hòn Bồ, khu vực Thái Phiên, phường 12 của thành phố Đà Lạt, nơi mà có thể nói là làng hoa với hệ thống nhà kính, nhà lồng ngập trời luôn. Bây giờ em sẽ men theo con đường Hồ Xuân Hương này và về đến ngay khu vực ngã từ Chi Lăng lại. Và cũng đến ngay vị trí này, em sẽ kết thúc video ở đây. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em hôm nay. Em xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và trọn vẹn hạnh phúc. Còn bây giờ em xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.